Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy sẽ cho các bạn biết 5 lý do tại sao mà các anh chị các bạn nên chọn Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng mà để mua xe. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem từ bên ngoài cũng như là vào bên trong tất cả những cái ngõ ngách của cái showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ok các bạn nha. Đầu tiên ở khu vực bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái chiếc xe Mercedes-Benz mới nhất, hiện đại nhất luôn các bạn. Kể cả là những cái mẫu xe điện nè, hoặc là những mẫu xe AMG. Đó thì đây là những cái chiếc xe mà bên Duy để dành cho các anh chị khách hàng đến và trải nghiệm lái thử các bạn. Thì các bạn thấy hầu như là chúng ta có đầy đủ hết tất cả những cái mẫu xe để các anh chị khách hàng lái thử luôn. Nào là C là các bạn, C-Class nè, E-Class nè, rồi GLC nè, những dòng xe điện nè, hoặc là GLB 35 AMG rất là nhiều những cái mẫu xe luôn. Một điều nữa các bạn là chỉ có Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng mới có cái chiếc xe EQS 450 này để lái thử các bạn, và hầu như là cả khu vực phía Nam này luôn ha, nói chính xác là cả khu vực phía Nam luôn thì chỉ có em này để được lái thử thôi. Cho nên là các anh chị các bạn mà quan tâm tới cái mẫu xe điện và muốn trải nghiệm cái mẫu xe điện của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn có thể là đến showroom hoặc là liên hệ với Duy ha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn vào bên trong cái showroom ha. Tiếp theo các anh chị các bạn bước vào bên trong showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng thì các anh chị cảm nhận giác một điều là cái không gian ở đây nó rất là rộng luôn ha. Có thể nói đây là cái showroom mà rộng nhất ở cái khu vực phía Nam hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz. Ở đây được trưng bày rất là nhiều những cái mẫu xe hầu như là đầy đủ luôn các bạn. Khu vực bên này thì các bạn sẽ thấy là đây là cái khu vực dành riêng cho xe điện các bạn nha. Nhưng mà do ngày hôm nay thì bên Duy chỉ có một chiếc xe EQS 580 đặt ở khu vực này thôi, cho nên là để ké chiếc C300 kế bên ha. Nhưng đây là cái khu vực dành riêng cho xe điện. Tiếp theo nữa thì cái khu vực bên này các bạn cũng sẽ thấy là có hai cái chiếc xe đang được trưng bày, là cái chiếc xe GLC 300 nè, cũng như là cái chiếc xe AMG G63 ha, được đặt ở cái khu vực này. Còn cái khu vực này là các bạn sẽ thấy là đây là cái khu vực mà bên Duy sẽ dành để mà giao xe. Đó thì sáng ngày thứ Bảy hôm nay thì bên Duy sẽ không có cái buổi lễ giao xe nào hết, cho nên là các anh chị các bạn thấy là khu vực này đang là khu vực trống ha. Các bạn sẽ thấy cái khu vực này là cái khu vực dành cho nhân viên bán hàng. Đó, các bạn nhân viên bán hàng sẽ ngồi ở cái khu vực này để mà khi mà khách hàng tới các bạn thì có thể là thấy khách hàng và đi ra gặp gỡ khách hàng ha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi lên trên lầu. Khu vực tầng 2 thì các anh chị các bạn sẽ thấy là có nhiều cái mẫu xe hơn, bởi vì khu vực trên này thì hầu như lại đi dành riêng cho xe trưng bày. Các bạn sẽ thấy là khi mà bước vào thang máy ra thì các bạn sẽ thấy là ở đây có trưng bày cái chiếc xe GLA 45S 4MATIC. Đây là một cái dòng xe hiệu suất cao cũng rất là hấp dẫn ha. Chiếc xe này thì Duy đã quay review cho anh chị các bạn xem rồi ha. Các anh chị các bạn nào chưa xem thì có thể là xem lại dùm Duy ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có là chiếc xe C200 Avantgarde. Đây là dòng xe C-Class thế hệ mới. Và đây là mẫu xe cũng là mẫu xe rất là chủ đạo bên Duy ha. Đa phần các anh chị các bạn thì chọn cái mẫu xe C-Class thế hệ mới này rất là nhiều. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có là GLB200 AMG màu đỏ nè. Thực sự là những cái chiếc xe màu đỏ các bạn là những cái chiếc xe coi như là rất là hiếm luôn. Đó, thỉnh thoảng thì bên Duy mới có về cái chiếc xe màu đỏ. Thông thường là các bạn sẽ thấy là màu đen là nhiều hoặc là màu trắng thôi. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có V-Class nè, GLA 45, có GLE 450 ha. Tiếp theo các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái chiếc xe G63 AMG. Thì cái chiếc xe này có một cái màu sơn rất là đặc biệt các bạn. Màu sơn mờ ha. Các bạn nhìn giống như là màu kim loại. Chiếc xe này bên Duy đã bán rồi. Không có trưng bày nữa. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái chiếc xe Maybach S680 hai màu ha. Cái màu sơn này các anh chị các bạn chọn là phải trả thêm khoảng hơn 1,2 tỷ. Cái màu sơn rất là đặc biệt. Những cái đường ghép mí như thế này nè các bạn mới thấy là đây là cái sự tinh tế của cái màu sơn này, cũng như là rất là khó ha, rất là khó để làm được cái phần giáp mí này. Đó, các bạn nhìn thấy cái phần giáp mí giữa cái màu trắng với màu đen này các bạn, thì các bạn sẽ thấy nó giống như một cái vân gỗ ha. Chúng ta sờ vào chúng ta sẽ không cảm giác là nó bị cộm lên, hoặc là khi mà chúng ta nhìn vào các bạn, chúng ta cũng không thấy nó cộm nữa đó. Cho nên là đây là một cái chi tiết rất là khó ha, trên cái chiếc xe này. Đó là lý do tại sao mà cái màu sơn này các bạn phải trả thêm hơn 1,2 tỷ đồng các bạn, bằng mà chúng ta mua một cái chiếc xe cao cấp luôn á. Ở đây thì chúng ta sẽ có là Maybach S450 ha, rất là nhiều những cái chiếc xe Maybach đang để ở đây ha. Rồi GLS 450 nè, rồi chiếc này là chiếc xe GLS 480 màu xanh ngọc lục bảo nè các bạn. Một cái màu sơn rất là đặc biệt ha. Thì Duy nghĩ là để ở trong cái khu vực mát như thế này thì chúng ta nhìn không thấy được cái nét đẹp của cái màu sơn này. Đó, khi mà cái màu sơn này mà đặt ở ngoài nắng ha thì nó cực kỳ hấp dẫn. Ra là những cái chiếc xe mà để khu vực này các bạn, đây là những chiếc xe bên Duy đã có khách hàng rồi và xe đặt ở đây để mà chuẩn bị mà vệ sinh, chuẩn bị là trang bị thêm những cái phụ kiện cho các anh chị khách hàng để mà giao xe ha. Ở đây thì các anh chị các bạn thấy có rất là nhiều những cái chiếc xe GLS 450 đang đặt ở đây các bạn nha. Thì trước đây khi mà các anh chị các bạn mà mua cái chiếc xe GLS 450 này thông thường phải đợi hơn là 3 tháng, 5 tháng hoặc là 7 tháng hoặc là có thể là lâu hơn nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ bên Duy có rất là nhiều những cái chiếc xe GLS 450 đang có sẵn để mà giao ha. Các anh chị thấy về màu sắc cũng khá là phong phú. Đó, màu xám nè, màu xanh ngọc lục bảo nè, màu đen ha, đen này nội thất đen, chúng ta có đen nội thất kem nữa. Đó, và đây là cái xe Maybach GLS 480 ha. Cũng là những cái chiếc xe rất là đặc biệt và bây giờ bên Duy vẫn đang có hàng để mà giao ngay. Tiếp theo thì về cái khu vực dịch vụ thì các anh chị các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ có những cái bàn, các cố vấn dịch vụ có thể là ngồi và tiếp khách ha. Thì khi mà khách hàng đến để bảo trì, bảo dưỡng hoặc là sửa chữa xe thì các anh chị khách hàng có thể là đến cái khu vực này để gặp các anh cố vấn kỹ thuật ha, để mà chúng ta sẽ làm tiếp những cái thủ tục để mà sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ha. Còn cái lối đi này các bạn thì các bạn sẽ thấy là khu vực xưởng nè, đi thẳng là sẽ xuống xưởng. Thì đối với cái showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy các bạn thì chúng ta sẽ có 2 cái xưởng để mà chúng ta làm dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cũng như là đồng sơn cho xe ha. Thì hiện tại là đây là cái khu vực xưởng dành cho cái showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bên Duy còn có một cái khu vực xưởng nữa là ở showroom Mercedes Tân Thuận ha, cách đây khoảng 3 cây số. Đó, bởi vì là cái số lượng xe bên Mercedes-Benz bên Duy bán ra các bạn thì nó phải có 2 cái xưởng dịch vụ như thế này mới có thể là đáp ứng đủ cái nhu cầu của các anh chị khách hàng và đảm bảo khi các anh chị khách hàng mà đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng các bạn để bảo trì bảo dưỡng á, thì nó sẽ nhanh và tiện lợi hơn rất là nhiều. Đó, các bạn thấy nè, xưởng thì lúc nào cũng rất là sạch sẽ các bạn ha, rất là gọn gàng. Đó, đây cũng là một cái điểm mà khách hàng rất là thích ở bên Duy. Ở khu vực bên này các bạn thì là khu vực dành cho khách hàng, gọi là phòng chờ ha các bạn. Thì các anh chị khách hàng khi mà đến bảo trì bảo dưỡng bạn thì có thể là lên khu vực ở phía trên để mà uống cà phê, nghỉ ngơi. Đó, có thể là nằm thư giãn bằng ghế massage hoặc là xem phim ở khu vực ở trên các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể là nhìn thấy được cái xe của anh chị các bạn mà đang bảo trì bảo dưỡng ha, các kỹ thuật viên đang làm tới công đoạn nào rồi. Tiếp theo các anh chị các bạn khi mà đến sửa xe ha, bảo trì bảo dưỡng hoặc là mua xe thì chúng ta sẽ có một cái khu vực riêng để mà tiếp khách hàng cũng như ngồi uống cà phê ha. Rất là đẹp các bạn. Phía sau Duy là một cái bức tường bằng lá ha, nhìn nó cũng rất là mát, rất là thoải mái. Các anh chị các bạn đến đây các bạn thì các anh chị các bạn có thể là order nước. Ở ngoài ra thì các anh chị các bạn nào mà đang bảo trì sửa chữa xe ở dưới các bạn thì có thể là giám sát cái chiếc xe của mình bằng cái màn hình camera ở trên này. Rất là hay ha. Thì đây cũng là một cái mới của showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Đa phần luôn các bạn thì chỉ có ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng thì Duy mới thấy là có cái màn hình để mà giám sát như thế này thôi. Đó, còn cái khu vực này thì các bạn sẽ thấy là cái khu vực ngoài trời dành cho các anh chị các bạn nào mà không thích ngồi ở bên trong bạn thì có thể là ngồi ở bên ngoài để mà hút thuốc ha, uống cà phê ở đây hoặc là muốn giải quyết những cái công việc gì mà riêng tư một chút xíu bạn thì có thể ra ngoài đây ngồi nói chuyện ha. Cũng rất là hay. Ngoài 4 cái lý do vừa rồi các bạn thì cái lý do về giá cả khuyến mãi cũng là một cái lý do mà có thể nói là quan tâm hàng đầu của anh chị khách hàng khi đến mua xe, quyết định mua xe ở showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Thì hiện tại trong tháng 5 này thì bên Duy sẽ triển khai là hỗ trợ 100% thuế trước bạ cho rất là nhiều những cái mẫu xe được lắp ráp trong nước ha, như là C nè, mẫu xe Y nè hoặc là GLC. Thì trước đây thì các bạn thấy hầu như là chỉ khuyến mãi 50% cái thuế trước bạ thôi là rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ các bạn hỗ trợ lên đến 100% thuế trước bạ luôn. Cho nên các anh chị các bạn mà mua xe thì là không phải quan tâm về đóng thuế bao nhiêu nữa, mà bên Duy sẽ hỗ trợ luôn cái phần đó ha, cho các anh chị và các bạn đó. Và Duy nghĩ là nếu mà các anh chị các bạn mà cân nhắc mà quyết định mà mua xe vào trong cái thời điểm tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 7 thì các anh chị các bạn có thể là xem cái clip này để có thể là quyết định sớm hơn đi, bởi vì cái thời điểm này đây là cái thời điểm mà có thể nào khuyến mãi đặc biệt nhất của bên Duy từ trước tới giờ. À, và quên một điều nữa các bạn, khi mà các anh chị các bạn mà mua cái xe bên Duy, còn tặng thêm cho các anh chị các bạn một cái chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc ha, trong cái mùa hè này. Và duy nhất chỉ có Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng thôi. Ok, để biết thêm cái chi tiết về cái chương trình khuyến mãi hoặc là những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.